Như chúng tôi đã thông tin chiều qua, trong khi hàng nghìn xe hàng nông sản trái cây, nhiều nhất là dưa hấu, mít Thái và hơn chục nghìn tấn thanh long đang ùn tắc ở Lạng Sơn, thì phía Trung Quốc đột ngột thông báo tạm dừng nhập khẩu thanh long trong vòng một tháng tới kể từ ngày 29 tháng 12 do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên 3 lô hàng. Có 4 mã thanh long của Bình Thuận và 2 mã của Long An bị cơ quan chức năng thành phố Bằng Tường, tỉnh Trung Quốc dừng thông quan. Nguyên nhân được cho là do Hải quan Bằng Tường phát hiện một số mẫu thanh long về cảng thành phố Bằng Tường từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 27 tháng 12 dương tính với COVID-19. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, hiện có hơn 900 xe chở thanh long, tương đương với khoảng 10.000 tấn quả đang nằm chờ thông quan. Sau khi Trung Quốc có động thái tạm ngừng nhập khẩu thanh long tại đồng bằng sông Cửu Long, thì giá thanh long đã đột ngột giảm mạnh từ 30.000 đồng một kg xuống trung bình là 10.000 đồng một kg hoặc là thấp hơn. Nhiều thương lái tạm dừng không thu mua hàng đã khiến cho nông dân trồng thanh long đang đứng ngồi không yên. Để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này, từ trường quay của Nông nghiệp 24 giờ chúng tôi sẽ kết nối với ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long tỉnh Long An. Xin chào ông Nguyễn Quốc Trịnh ạ. Xin chào khán giả, xin chào trường quay. Dạ vâng, thưa ông, là thông tin Trung Quốc ngừng nhập khẩu thanh long đúng vào thời điểm mà bắt đầu thu hoạch chính vụ. Điều này thì đã tác động cụ thể như thế nào tới tâm lý của bà con thưa ông? Thì cái thông tin này đưa ra làm ảnh hưởng rất là lớn đến các thương lái cũng như khách hàng kho Trung Quốc. Nó làm cho người rất là sợ, tại vì đi vậy thì nó ảnh hưởng là không biết có đi qua được hay không. Thì hiện nay giá cả thanh long đang giảm khoảng 50%. Ví dụ như trước đây là 30.000 thì giờ là còn 15.000. Ví dụ như mua xô tại vườn thì 20.000, giờ còn khoảng dưới 10.000. Trung Quốc là một cái nước là nhập khẩu thanh long của Việt Nam mình là khoảng trên 70%, khoảng gần 80%. Do đó thì bà con mình đang rất là lo, không biết về thanh long mình còn bán trong ngoại địa thì không hết. Dạ vâng, vậy thì hiện Hiệp hội Thanh long Long An cũng như là chính quyền địa phương đã có những cái phương án gì để có thể hỗ trợ tức thời cho nông dân trồng thanh long lúc này thưa ông? Công thương cũng như sở nông nghiệp thì đang hỗ trợ bà con là khuyến khích là mình trữ hàng trong kho, thì sở nông nghiệp tôi sẽ hỗ trợ cái tiền điện để mình khi qua cái đợt này thì mình sẽ xúc tiến mình đi. Thứ hai nữa là bán xúc tiến các kênh nội địa, tại vì nói chung nó một thanh long hiện nay nó khoảng mấy chục ngàn tấn trong một tháng, mà khoảng 100 triệu dân, thì nếu mà xúc tiến người nội địa bán được thì cũng không gọi là nhiều. Nhưng mà xét là tỉnh thì đang xúc tiến các tỉnh để mình bán các kênh nội địa, và đang kiến nghị với bộ ngoài bộ thì mình sẽ mở một cái trung tâm kết nối giao thương giữa Trung Quốc tại gần cửa khẩu. Để khi đó thì trung tâm này sẽ làm việc trực tiếp, không còn tình trạng mà chở ra không mà không hợp đồng, thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến khi mà qua được hay không qua được. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất kịp thời của ông. Thưa quý vị, như đã đề cập ở trên thì số lượng thanh long đang ùn ứ ở cửa khẩu chờ thông quan lên đến khoảng 10.000 tấn. Ngoài ra thì còn hàng trăm nghìn tấn thanh long khác vẫn đang treo vườn chờ thu hoạch. Và trong khi đó thì phần lớn thanh long Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Với diễn biến ngừng thông quan hiện nay thì câu hỏi đặt ra là chúng ta cần phải giải cứu thanh long như thế nào? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối tiếp tục với ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Xin chào ông Đặng Phúc Nguyên ạ. Xin chào khán giả và trường quay. Dạ vâng, thưa ông, là hiện thì nhiều vùng thanh long lớn trên cả nước đã kêu gọi người dân là giải cứu thanh long. Theo cá nhân, với sản lượng thanh long thực tế niên vụ 2021-2022 thì theo ông là phương án tiêu thụ này có khả thi hay không ạ? Hiện nay thì thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn là họ không có nhận thanh long nữa. Thì như vậy cái số thanh long đó sẽ quay ngược về tiêu thụ ở thị trường nội địa, để tạo ra một cái áp lực rất lớn ở cái thị trường nội địa, thì chắc chắn là giá cả nó sẽ giảm. Nhưng mà có cái cũng may mắn là đúng cái dịp mà Tết âm lịch sắp tới, lượng lớn là thanh long là trái cây nói chung để mà phục vụ cái nhu cầu dịp Tết, thì nó cũng góp phần là giảm bớt áp lực cho cái số hàng mà còn tồn đọng dư
sau khi thị trường Trung Quốc không ăn rồi. Dạ vâng, một số các cái mặt hàng như là vải thiều, xoài, nhãn hay là na thì cũng đã rất là từng thành công khi mà tiếp cận với người tiêu dùng nội địa thông qua việc là lên sàn thương mại điện tử. Vậy thì trái thanh long dự kiến là có đưa lên sàn để có thể giảm áp lực tiêu thụ không ạ? Cái sàn thương mại điện tử từ xưa giờ nó chỉ chiếm từ khoảng 20-30% trong cái tiêu thụ nội địa, mà khoảng 80% là cũng vẫn phải là tiêu thụ trên các cái chợ truyền thống. Ta tạo điều kiện cho cái chợ truyền thống với chợ đầu mối hoạt động thì chúng ta giải quyết được 2/3 cái nhu cầu. Chúng ta không tạo điều kiện cho các cái chợ truyền thống, chợ Tết này kia hoạt động tối đa lên thì chắc chắn là cái ối động nó sẽ có. Vâng, vậy thì theo ông sau Tết âm lịch thì tình hình xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc có được cải thiện hay không ạ? Cái quý 1 năm 2022 là cái tình hình mà thị trường Trung Quốc nó vẫn còn u ám và không có sáng sủa gì lắm. Cho nên là mình những cái hàng nào mà định hướng để xuất cho thị trường Trung Quốc thì nên tìm cách giảm sản lượng lại. Ví dụ như là thanh long, chúng ta không nên trồng trái vụ nhiều quá. Chúng ta có thể giảm một nửa hoặc là 2/3 gì đấy. Cung nó đừng có vượt cầu. Vậy thứ nhất là nó giá thanh long nó không bị rớt quá sâu, gây khổ lạ thì trồng. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị, sau vải thiều lục ngạn thì thanh long Bình Thuận đã chính thức được cấp bằng chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Sự kiện này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho việc xuất khẩu và tiêu thụ thanh long ở nhiều thị trường khác nhau, nhất là tại các thị trường khó tính như là châu Âu, Hàn Quốc hay Australia. Theo đó, sau 3 năm nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, thanh long Bình Thuận đã chính thức được Cục Công nghiệp Thực phẩm thuộc Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đồng ý bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Theo quy định, thì trái thanh long của tỉnh Bình Thuận khi vào thị trường Nhật Bản phải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc GlobalGAP, có trọng lượng mỗi trái từ 300g trở lên. Ngoài ra, thì sản phẩm phải phù hợp với luật vệ sinh môi trường của Nhật Bản và qua các bước kiểm dịch động thực vật trước khi vào thị trường này. Trước khi có chỉ dẫn địa lý, thanh long Bình Thuận đã thâm nhập vào thị trường Nhật Bản từ tháng 1 năm 2017. Đến nay, mỗi quốc gia này đã nhập khoảng 2.000 tấn thanh long Việt Nam. Xuất khẩu nông sản đường bộ sang Trung Quốc ách tắc cục bộ đang gây áp lực lớn với đường sắt. Theo lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, hiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt kết nối với Trung Quốc đang có dấu hiệu quá tải, ùn ứ tại các ga cửa khẩu và ga nội địa trên tuyến Yên Viên - Đồng Đăng. Lãnh đạo ngành đường sắt cho biết, hiện có hơn 600 toa tàu Trung Quốc đang chờ để sang Việt Nam. Các ga khu vực xung quanh Hà Nội đều đã quá tải do năng lực bãi hàng không đáp ứng được nhu cầu. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo chính phủ để làm việc với phía Trung Quốc cho phép hoạt động kiểm dịch tại ga Bằng Tường, tiếp nhận hàng nông sản, hoa quả từ Việt Nam sang bằng đường sắt, đồng thời kiến nghị Tổng cục Hải quan bố trí nhân viên, thời gian làm thêm để giải quyết thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt. Hiện nay, việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam không chỉ bị ách tắc tại thị trường Trung Quốc mà những thị trường khác như EU hay Mỹ cũng đang có tình trạng tương tự. Các tuyến vận tải đi những khu vực này tiếp tục bị tắc nghẽn, tình trạng thiếu container rỗng kéo dài và ngày càng nghiêm trọng. Điều này đang tác động trực tiếp đến các mặt hàng có tính thời vụ như nông sản. Thực tế, nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ khiến cho doanh nghiệp Việt mất dần liên kết với chuỗi vận tải. Hiện chỉ còn dừa tươi, trái nhãn là đơn vị này xuất khẩu bằng đường biển, còn lại phải đi bằng đường hàng không. Tình trạng thiếu container rỗng tắc nghẽn ở các cảng trên thế giới khiến việc di chuyển và tiêu thụ nông sản mất thời gian hơn trước. Thậm chí các sản phẩm phải 3 tháng sau mới tới được nước sở tại. Hiện nay là các cảng trên thế giới đang rơi vào tình trạng đó là quá tải. Đâm ra một số mặt hàng mà trái cây của chúng ta đi hiện nay là cũng phải là đắn đo rất là kỹ. Những mặt hàng nào mà có công nghệ bảo quản tốt trên 45 ngày thì mới tiếp tục đi bằng đường biển, còn không phải chuyển qua đường hàng không. Chúng ta không thể làm gì khác ngoài cái việc mà chúng ta phải chấp nhận thôi. Còn hiện nay thì chúng ta đang phải xem tình hình diễn biến của dịch bệnh trên thế giới nó như thế nào thì và các doanh nghiệp mà chuyên về logistics người ta sẽ có cái điều chỉnh nào hợp lệ thì lúc đó chúng ta sẽ được hưởng theo những cái chính sách đó thôi, chứ còn Việt Nam chúng ta không thể làm gì khác ngoài cái việc này được. Theo các doanh nghiệp, khi chi phí đội lên, giá thành bán ra cũng sẽ cao, điều đó khiến sức cạnh tranh các mặt hàng nông sản của Việt Nam bị giảm,
số lượng xuất khẩu cũng bị giảm theo. Đối với ngành gỗ, việc tắc nghẽn hàng hóa xảy ra nghiêm trọng tại khu vực châu Âu, châu Mỹ, những đối tác thương mại lớn của Việt Nam dẫn đến việc đáp ứng các sản phẩm bị chậm trễ. Khó khăn của công ty chúng tôi hiện nay là hàng hóa đã hoàn thành nhưng có nhiều trường hợp không có container hoặc không đặt được tàu dẫn đến việc không thể xuất hàng theo đúng kế hoạch. Không có đặt cái mục tiêu quá là lạc quan nữa. Đó chính là do chúng ta vẫn còn những cái thách thức rất lớn với về cái việc là giá của logistics rất là cao. Khi mà giá logistics cao như vậy đó thì phần lớn các nhà máy bây giờ đang phải rất là cân nhắc để lựa chọn lại những cái đơn hàng có giá trị cao cũng như là đơn hàng mà mình có cạnh tranh. Cho nên cái tăng trưởng thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ tính toán độ khoảng tầm 10%. Theo các chuyên gia, dịch Covid-19 tạo ra tình huống chưa từng có tiền lệ, khiến doanh nghiệp cảng lúng túng vì thiếu kinh nghiệm xử lý. Tắc nghẽn tại cảng không dừng lại mà còn lan ra các kênh vận tải khác như đường bộ, đường hàng không, ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp xuất khẩu. Những ngày này, tại các cửa khẩu Lạng Sơn, Quảng Ninh, cảnh ùn tắc vẫn diễn ra. Hàng ngàn xe chở nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn nằm dài, chờ thông quan. Trong lúc chờ giải tỏa ách tắc, thì một số chủ hàng đã chủ động cho xe quay đầu, dỡ bỏ nông sản xuống bán tháo nhằm vớt vát phần nào thiệt hại. Trên thị trường, nhiều loại trái cây đổ bộ các chợ lẻ với giá rẻ hơn rau. Giá mít Thái giải cứu chỉ từ 7 đến 10.000 đồng 1 kg. Xoài keo, xoài hạt lép giá chỉ từ 6 đến 8.000 đồng 1 kg tùy loại. Thanh long ruột đỏ giá từ 12 đến 15.000 đồng 1 kg. Cuối năm là cao điểm xuất khẩu các loại rau quả sang Trung Quốc, thị trường lớn thứ hai của nông sản Việt Nam. Việc ùn ứ tại các cửa khẩu gây áp lực rất lớn cho đầu ra nông sản. Theo số liệu của Cục Trồng trọt, riêng tháng 12 này, sản lượng trái cây cả nước ước đạt hơn 700.000 tấn, trong đó riêng trái thanh long chiếm tới 200.000 tấn. Dự báo trong quý 1 năm 2022 tới đây, sản lượng trái cây cả nước đạt khoảng 1,7 triệu tấn, phần lớn cho thu hoạch đúng vào vụ Tết.